It's a U production. Cũng có một quê hương phải không? Có lẽ ai cũng muốn kể về nơi mình sinh ra có phải không? Tôi cũng có quê hương, kể ra thì có người không biết nơi này. Sẽ có người hỏi đây là chỗ nơi nào đây? Vâng, tôi xin nói đây là Đức Khơi, là một huyện của tỉnh Gia Lai. Nói vậy thì các bạn không bao giờ hiểu rõ và câu chuyện còn dài. Đó là mảnh đất tôi đã được sinh ra, sống gần được 20 mấy năm qua rồi. Những gì đã thay đổi, tôi chứng kiến từ con người và cây lá. Ngày trước vẫn còn nhiều nhà thấp, giờ mọc lên nhà cao rất nhiều. Cuộc sống người dân nói chung là đủ cơm ăn ba bữa, không sợ lo thêm thiếu, vì họ đã biết trồng những cây lấy năng suất như cà phê, cây điều và cây tiêu. Nhà nhà ai giờ đều lo được cho con mình được cấp sách đến trường. Ngày xưa vẫn chưa có nhiều xe cộ đâu, giờ thì xe chạy lại đầy đường. Và nơi tôi cũng có người nghèo và người giàu, người nghèo vẫn cứ nghèo, người giàu sống trong những nhà lầu. Và quan chức ở đây, người tốt thì luôn giúp đỡ dân, vẫn có người tham ô, dân vẫn người khổ nhất. Người làm thuê ao ướt mồ hôi, vì đồng tiền phải cố, vì mình ăn, vì lo cho gia đình nên phải chịu vất vả và chấp nhận cực khổ. Đó chỉ là một phần tôi nhìn thấy thôi. Tôi muốn hát quê hương của mình, tôi muốn viết những gì tôi thấy. Tôi cảm thấy tự hào về mảnh đất ở nơi này. Tôi muốn nói yêu mãi đất cờ của tôi. Tôi muốn hát quê hương của mình, tôi muốn viết những gì tôi thấy. Tôi cảm thấy tự hào về mảnh đất ở nơi này. Tôi muốn nói yêu mãi đất cờ của tôi. Nếu như bạn không biết thì xin ghé vào một lần, để trải nghiệm và nhìn cuộc sống của những người dân. Nơi này không thua kém thành thị gì là mấy, cũng có lịch sử đồ chưa tin ở đấy. Đi thẳng về phía Tây, có cửa khẩu Lệ Thanh, nhìn sẽ thấy có nghĩa trang liệt sĩ, có hàng cây cao su xanh mát. Nơi này không thể thiếu xuôi đôi và những con suối thác. Đó là nơi vào những ngày lễ mọi người thường vào chơi, và công viên là nơi mà các cặp đôi lứa thường ngồi bên ghế đá để ngỏ lời. Công viên cũng có trò đập việt giờ nè, đèn giao thông ngoài được cùng có rể tề. Bóng hàng cây luôn che mắt cho người dân nơi đây làm nông. Con người và thiên nhiên luôn yêu hết mình bằng lòng. Khí hậu ở nơi đây rất rõ rệt, là mùa nắng mùa mưa. Tuy nơi đây ít trồng những cây dừa, nhưng đồ uống giải khát thì thừa. Là người dân miền núi, tuy không có những đồ hải sản thì cũng có thiên rừng. Người nơi đây chủ yếu người miền khác đến vào, cho dù bạn là ai có ghé vào nghỉ chân, chúng tôi sẵn sàng đón chào. Nếu có một ngày tôi phải đi xa khỏi nơi này, thì tôi sẽ nhớ về, về mảnh đất tôi sinh ra. Tôi muốn hát quê hương của mình, tôi muốn viết những gì tôi thấy. Tôi cảm thấy tự hào về mảnh đất ở nơi này. Tôi muốn nói yêu mãi đất cờ của tôi. Tôi muốn hát quê hương của mình, tôi muốn viết những gì tôi thấy. Tôi cảm thấy tự hào về mảnh đất ở nơi này. Tôi muốn nói yêu mãi đất cờ của tôi. Tôi muốn hát quê hương của mình, tôi muốn viết những gì tôi thấy. Tôi cảm thấy tự hào về mảnh đất ở nơi này. Tôi muốn nói yêu mãi đất cờ của tôi. Tôi muốn hát quê hương của mình, tôi muốn viết những gì tôi thấy. Tôi cảm thấy tự hào về mảnh đất ở nơi này.